Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, trong khi hai đầu đất nước liên tục có mưa dông nhiều nơi, thì ở Trung Bộ ngày mai trời vẫn nắng nhiều và nóng. Cụ thể thì ở Trung Bộ dự báo ngày mai ít mưa hơn, chỉ có khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho tới Phan Thiết về chiều tối có mưa. Sang đến chiều thì hầu khắp toàn miền trời sẽ chuyển nắng, các thành phố Trung Trung Bộ vẫn nắng nóng, mức nhiệt dao động từ 35 cho tới 37 độ. Những nơi khác của Bắc cũng như là Nam Trung Bộ, ngưỡng nhiệt từ 32 cho tới 34 độ. Đáng chú ý hơn là tình hình mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Ở Tây Nguyên thì dự báo là mưa sẽ lặp lại nhiều vào chiều mai trên phạm vi rộng, có điểm mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 tới 100mm. Còn với khu vực Nam Bộ thì trưa chiều mai cũng sẽ có mưa dông, lượng mưa phổ biến dưới 50mm. Hai khu vực này thì đều cần đề phòng với hiện tượng lốc sét và gió giật trong cơn dông, ngập úng cục bộ vùng trũng thấp cũng như là sạt lở đất ở vùng đồi núi và cao nguyên. Còn trước đó thì sáng đến trưa mai, với Tây Nguyên trời nhiều mây dịu mát, nhiệt độ tại các thành phố như là Kon Tum, Pleiku, Buôn Mê Thuột mức nhiệt dao động từ 28 cho tới 29 độ. Với thành phố Hồ Chí Minh và những nơi khác của khu vực Nam Bộ nóng hơn, 30 tới 32 độ. Còn với Bắc Bộ thì tối đến đêm nay có lúc có mưa, sang tới ngày mai trời nắng và oi nóng lên. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và khắp các thành phố khác sẽ dao động quanh ngưỡng nhiệt là từ 32 cho tới 34 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, thưa quý vị, tại huyện đảo Hoàng Sa dự báo là trời mưa dông, tiềm ẩn theo đó là lốc xoáy, gió giật mạnh. Xuống tới vùng biển Bình Thuận tới Cà Mau, ra tới phía tây của huyện đảo Trường Sa vừa có mưa dông, lốc xoáy, vừa có gió tây nam mạnh ở cấp 5 tới cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Và như thường lệ thì cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.